mình sẽ bỏ nhà hàng ngoài hành tinh từ 1 đô cho đó. 1 triệu đô. Ồ, chỗ này có nhiều sinh vật hợp lý để sinh sống nè các bạn ơi. Mà là không. Hoặc là chỗ này các bạn, chỗ này có nguồn nước nhưng mà mình không biết nguồn nước gì đó, nhưng mà có thể là tận dụng nó để làm gọi là một cái nhà hàng được đó. Ồ, có tiếng gì vậy? Hello. Trời ơi các bạn ơi, ở đây có một cái hang mà ở đây tôi thấy hả, chỗ đây không có con quái vật nào hay là một cái thiên thạch nào rơi hết. Tôi nghĩ chỗ này là chỗ hợp lý nè các bạn. Let's go. Cái này là cái gì đây các bạn ơi? Đừng nói là nếu mà muốn có một nhà hàng là tôi phải chọn cái này nha. Trời ơi là trời. Đẩy nó xuống các bạn. Ghê quá này, đẩy nó xuống, đẩy nó. Trời ơi, đẩy nó xuống xong được rồi. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái hang đó và bắt đầu hả, sửa lại thành một cái căn nhà sạch sẽ các bạn ơi. Vậy đầu tiên mình cần làm đó chính là chuẩn bị thiệt là nhiều block như thế này, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái nhà hình tròn các bạn ơi. Người ngoài hành tinh là mình phải xây cho nó khác khác một xíu để chúng ta có thể vừa nhìn xung quanh nhiều mà vừa có thể gọi là mở rộng cái đất đai của mình rộng hơn các bạn. Đó, nó sẽ như thế này, như thế này. Và cha, xong rồi các bạn ơi. Và thanh tiệm nhà hàng của mình cũng đã hoàn thành rồi đó. Rồi các bạn có thể ra ngoài nhìn xem nè, đó đây chính là nhà hàng của mình, nhìn nó tròn trịa không các bạn, như là cái nhà của ở ngoài hành tinh khác đi các bạn. Các bạn thấy sao? Đừng quên bình luận phía dưới nha. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là tìm nguyên liệu đúng rồi ha, một nhà hàng là chúng ta phải tìm một cái nguyên liệu để chúng ta làm đồ ăn chứ nhỉ. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi gọi là xung quanh coi xem có nguyên liệu nào, có cây hay là có cỏ, có sinh vật nào tôi có thể làm một cái món ăn nào đó ngon được không. Ui các bạn ơi, đằng kia có một cái con rết gì kìa các bạn. Ui nhìn nó hơi to nhưng mà mình nghĩ với cái kiếm này của mình sẽ đánh bại được đó các bạn ơi. Đây rồi, xem đây nè. Mày nè con. Tao cho nó nằm ở kìa. Mày cố vậy vô không được đâu. Cái gì? Cái gì? Nó là một con rắn khổng lồ. Không sao rồi, tao bỏ rồi. Các bạn ơi, lần này tôi có chuẩn bị cái súng đạn rồi. Con quái vật này là tôi xử con nó luôn đó. Thôi được rồi các bạn ơi. Ở đây có một cái cây lão vậy trời. Có khi là đồ ăn các bạn, để tôi lấy được rồi. Hello. Đi đừng nói là quái vật. Bỏ mày nè. Ai không xong rồi. Gọi đi con đâu mà tao chịu cái điện đâu. Ơi trời ơi các bạn, đủ nguyên liệu nhưng mà cái giá phải trả là một cục luôn rồi nè các bạn ơi. Và thanh tiền nguyên liệu của tôi đã đây rồi nè các bạn ơi. Và nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì? Tìm nhân viên nhân viên thì ở ngoài hành tinh này làm gì có nhân viên nào. Chết rồi, kiếm ai. Cái tiếng gì vậy? Đừng nói, đó chính là người ngoài hành tinh á. Ôi, đúng rồi. Ôi, người ngoài hành tinh. Nói cái gì vậy? Không hiểu gì các bạn ơi. Nhưng mà người có muốn là vô nhà hàng của ta không? Không hiểu gì các bạn. Nhưng mà hình như là người ngoài hành tinh nó gật đầu tất cả, nghĩa là nó muốn gọi là vô cái nhà hàng của mình. Được rồi, vậy tôi sẽ nhận ông nha. Được rồi các bạn ơi. Và bây giờ không, người ngoài hành tinh này đã là nhân viên của mình rồi nè. Và bây giờ thanh tìm nhân viên của mình đã hoàn thành được rồi. Thôi được rồi, để test độ uy tín của cái ông nhà gọi là người ngoài hành tinh này, tôi sẽ đưa ông nguyên liệu ra đó. Ông cầm đi nha, đó cầm mấy nguyên liệu này nè. Đó, lấy hết mấy này nè. Và ông hãy chế cho tôi một món thiệt là ngon vô nha. Không nói dữ vậy. Nhưng mà ông chế biết cái gì vậy? Các bạn ơi nhìn nè. Trời, bây giờ được rồi. Thơm đó nha. Để tôi ăn thử cái con. Nhầm. Ủa sao dở vậy? Được rồi, tôi biết ngon mà. Trời, mặc dù đối với vị con người thì nó dở, nhưng mà đối với gọi là những người ngoài khác thì có thể nó ngon đó. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu mở cửa hàng thôi nè. Được rồi, chúng ta bắt đầu mời những khách hàng mới vô. Các bạn ơi, coi khách hàng nào có muốn vô nhà hàng của tôi đâu. Ủa kìa. Các bạn đừng nói, đó chỉ là những người ngoài hành tinh ơi. Đừng có làm gì tôi nha, Ủa, bạn nè, hình như là họ cũng muốn vô nhà hàng của mình. Đúng rồi, hình như là người ngoài hành tinh muốn vô nhà hàng. Mời vô. Mời quý khách chọn món ăn đi ạ. Ủa trời, quá trời, có ba khách hàng vô rồi, đang kiểm tra thức ăn kìa các bạn ơi. Được rồi, đặt đồ ăn đi. Người ngoài hành tinh xanh ơi, đặt đi, đặt nhiều lên. Cho những cái ông người ngoài hành tinh này vô thưởng thức cái món ngon này nè. Để chờ các bạn ơi. Trời, mấy ông đang thích quá trời luôn kìa. 1, 2, 3. Vậy là nhà hàng chúng ta đã đang quá là tuyệt vời. Ủa cái gì? Ủa bảo vệ nhà hàng là sao? Ủa quý khách mới nè, chào mừng quý khách. Ôi sao có ba cha con hoàng người ngoài tinh đánh tôi. Ôi thì ra những cái con này, những cái con giả dạng. Trời, mày nè. Không được rồi, bây giờ mình phải sử dụng cái súng này tiêu diệt tụi bay lại. Cha ui, cái lỗ này nó dám tấn công nhà hàng của tôi. Hèn gì mấy con, cái con này nó bé hơn những cái con gọi là bình thường các bạn, những cái người ngoài tinh khác. Mày nè còn ai đâu vậy? Wow, đây một đông luôn nè các bạn. Mày nè tiêu diệt mày. Ui các bạn, đây là những con quái vật người ngoài tinh, nó giả dạng làm con người á. Trời ơi, nhìn nó ghê quá đi. Thôi vậy là sạch rồi đó các bạn. Ôi, cái gì vậy? Ôi ơi, một con sâu quái tinh khổng lồ kìa. Ôi, mày, tao phá mày nè.
vừa tao quá. Anh định cản tôi kìa, không xong rồi. Ôi, có cách nào để chặn cái con này lại không đi trời? Chết rồi, bây giờ nó to quá làm sao mà phá ra, là tiêu diệt nó đi các bạn. Ở ngoài trên kia có một cái hòn đá siêu bự kìa. Vậy thì tôi có thể sử dụng cái hòn đá đó để đè nát cái con này luôn các bạn. Hợp lý rồi. Thôi được rồi, nhanh chóng chúng ta phải chạy lên đó nè. Được rồi các bạn ơi, bây giờ tôi đã lên đây rồi và có một cái hòn đá siêu bự ở đây luôn nè. Và ở dưới kia đó là một con sâu đang phá cái nhà hàng của tôi. Bây giờ mình sẽ đẩy cung đá này xuống cho các bạn. Hãy cha, đẩy nó xuống nè. Cha bom rớt xuống nè. Chúng ta bảo vệ được nhà hàng rồi các bạn. Và thanh bảo vệ nhà hàng của mình đã hoàn thành. Vậy là nhà hàng của mình an toàn rồi các bạn. Ây da, ô cái gì vậy? Ô, làm sao? Hả, làm sao? Ô cái gì, bỏ mở đường ra hả? Ô, thì ra là hết nguyên liệu rồi. Chúng ta phải lại đi tìm thêm nguyên liệu nữa rồi. Ui, wow, các bạn. Mình đang trên một cái chiếc xe có mũi khoan. Ui, đừng nói là mình sẽ đi đào nha. Đào. Wow, mình đang đi đào đó các bạn. Đúng rồi, vậy mình sẽ đi tìm thêm nguyên liệu các bạn ơi. Ui, nhưng mà bây giờ tìm ở đâu đây các bạn? Để tôi đi đào để đi tìm xung quanh. Không biết nó đang ở đâu luôn các bạn ơi. Ai cha đào nè. Trời, để chừng nào tôi không biết là tôi tìm được mấy cái khoáng sản mà tôi tìm được, tôi muốn tìm nữa các bạn. Họ đã đi đào thử rồi, cố gắng đào. Tôi nghĩ là sao. Ui, đây nè. Ui, ủa có phải không ta? Ồ, để tôi đi vô thử coi. Rồi. Vậy là cái quặng màu đỏ là không phải các bạn, đụng vô là nó nổ các bạn. Để đào bên này thử coi. Ui, cái này là màu tím à? Ui, có phải là khoáng sản không ta? Để tôi đào thử coi. Hãy cha. Ui, đúng rồi các bạn ơi. Đúng rồi, nếu mà nó hiện màu xanh vậy là đúng rồi các bạn. Phải đi tìm cái cục nào mà màu tím á. Ok, để tôi tìm tiếp nè, Đi tìm. Ồ, cái cục gì thế kia? Không sao rồi. Ui, trời ơi, đụng nước. Ở đây lại có một cục tím nè. Lấy tôi nè, let's go. Vậy là chúng ta cần sắp đủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta sắp đủ rồi. Đào thêm, đi kiếm thêm thôi. Let's go. Ở đây. Ở đây đúng không nè? Có đâu đúng không vậy? Có tìm qua các bạn. Đây rồi, cục tiếp theo là lấy tôi. Ui, và tôi nghĩ hình như là đủ rồi các bạn. Tôi có thể quay về được rồi nè. Ôi. Xong rồi các bạn, mình đã tìm đầy đủ nguyên liệu và nguy hiểm thì chứ. Nhưng mà bây giờ các bạn ơi, đây nè, nhìn nè. Bây giờ mấy ông người ngoài tên này đã chuẩn bị quá trời cái gọi là cái phần đồ ăn luôn nè. Người ngoài tên đang vui mà cái gì ve hoài kìa, không hiểu luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, đó chính là nâng cấp nhà hàng. Sao đây rồi, nhà hàng của chúng ta sẽ được nâng cấp nè các bạn ơi. Ồ, tôi đang ở đâu đây? Ui, các bạn ơi, trên đầu tôi là cái nhà hàng của tôi á. Có cái gì vậy? Ui, và bên kia là một đường ra. Và đừng nói là mình phải đi qua cái đường này á. Ui trời ơi, cái này nguy hiểm nha. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể làm được các bạn. Đi ha, nè. Ôi, cái gì? Ui, nó là một cơn lốc á. Ơi, từ để tôi bước nhẹ tới đâu. Ui, cái gì? Ui, các bạn ơi, khi mà tôi bước vô thì lập tức cái gió nó cuốn tới mà. Ui, nó có đẩy tôi này. Ôi, đẩy tôi các bạn ơi. Ui, cái này cẩn thận nha, phải đi qua nhanh á. Nếu mà tôi không đi nhanh là mấy cái gió này nó sẽ lôi tôi xuống và rớt xuống lava các bạn ơi. Đi nhanh nè. Đi. Các bạn ơi, đằng sau có quá trời cái lốc xoáy đâu kìa. Oh my god, chết tôi rồi. Ui, nguy hiểm. Ơi, trước mặt kìa. Ok, nhảy lên cao là hợp lý rồi. Quay bên trái nè. Ok. Ôi, bên phải kìa. Ôi, chạy qua. Quay, nhảy lên. Các bạn xem kìa, quá trời lốc xoáy. Ôi, nó có kéo tôi kìa. Ôi, được rồi, chạy vô tôi. Chạy vô đi. Quay, xong rồi. Các bạn ơi, xem nè. Một cái nhà siêu bự luôn đó. Trời ơi là trời, nhìn nó rộng quá trời luôn. Quá là đã luôn các bạn. Ủa, cái gì đây? Mở rộng nhà hàng hả? Ủa, vậy là mình sẽ mở thêm nhà hàng hả? Ê, đừng nói tức, vậy là mình sẽ bay ra những hành tinh khác để mình mở thêm nhà hàng đó nha. Ui, hình như là vậy á. Ôi, wow, các bạn ơi. Bây giờ tôi đang trên phi thuyền nè. Hình như là bây giờ mình phải tới một cái hành tinh nào đó để mình gọi là đặt cái nhà hàng. Ôi, có cái sao hỏa, có mấy cái tiền tạch kìa. Nè, tiền tạch nè các bạn. Ôi, đi cẩn thận nha. Ôi, có mấy cái tiền tạch nó đang tới kìa. Ôi, nguy hiểm rồi. Họ đi xuống nè, đá xuống này và tôi sẽ đặt một cái nhà hàng. Đặt một cái nhà hàng ở đây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Một cái nhà hàng ở dưới nè, các bạn thấy không? Nhà hàng bé xí à. Thôi, mặc dù là nhà hàng cấp 1 của tôi nhưng mà nó cũng được rồi. Bây giờ tôi bay qua cái mặt trời này đi. Hình như là một cái mặt trời siêu bự luôn á. Đây gọi một hành tinh mới rồi. Tôi có thể chịu hồi cái nhà đây nè. Đó. Ok, được rồi, để tôi bay xung quanh đây. Để tôi tìm xung quanh đây xem còn cái trái đất này hay là những cái hành tinh nào khác nữa không ta. Cái hành tinh này khá là nổi tiếng nè các bạn. Biết cái hành tinh này hành tinh đâu? Đừng quên bình luận phía dưới nha. Chứ tôi bay ở đây nè. Đó, tôi sẽ bay ở đây và tôi sẽ đặt một cái nhà hàng của tôi. Đó, các bạn thấy chưa? Một cái nhà hàng của tôi đỉnh thiệt sự á các bạn. Ok. Có mấy cái sao hỏa kìa. Đâu có mấy thiên thạch trên nè. Ôi, cẩn thận nha. Ok các bạn ơi, hình như là tôi đã đủ hết rồi các bạn. Cái hành tinh cuối cùng đây rồi. Bây giờ tôi bay tới đây và tôi sẽ đặt vô nè, đặt một cái nhà nào. Nè.
trời ơi, cẩn thận nha, mấy cái thiên thạch nó ghê lắm các bạn, nó xuất hiện hồi nào không may luôn á. Thôi rồi nè, tôi đặt một cái nhà hàng ở đây nữa và chúng ta đã hoàn thành rồi. Thì ok các bạn, nói chung thì video của tôi có đây và các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và các bạn nghĩ sao về nhà hàng người ngoài hành tinh này thì đừng quên là bấm vào video chứ bạn anh nè. Mình cũng làm một video vậy. Nếu tôi mở nhà hàng xong trùng thì sao các bạn? Các bạn hãy xem video đó thử đi. Nó cũng khá là kinh dị đó. Các bạn bấm vô xem thử nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn nha. Tôi đi mở nhà hàng tiếp đây.